Có một lưu ý nhỏ nha các bạn, nếu các bạn bỏ thơm vào thì mình chỉ ăn được 2 ngày thôi. Còn nếu mình không bỏ thơm, mình làm theo cách này thì mình có thể ăn được cả tháng nha. Chào mừng các anh chị cô chú đã đến với kênh của Lê Diễm. Hôm nay Diễm chia sẻ cho các anh chị cô chú mình trộn dưa mắm nha. Dưa mắm này mình trộn thì mình có thể ăn ngay trong ngày luôn, rất là ngon, rất là bắt cơm ha các anh chị. Nếu chị nào thích ăn mắm thì mình cùng nhau vào bếp để chia sẻ cách làm luôn nha. Hôm nay Diễm không mua được trái đu đủ hòm, chứ nếu có đu đủ hòm thì nó sẽ ngon hơn. Đu đủ này nó còn hơi xanh một tí. Rồi mình sẽ gọt vỏ ra nha các anh chị. Tiếp theo thì các anh chị sẽ xẻ trái dưa leo ra một nửa và mình bỏ cái ruột riêng đi nha. Rồi sau đó thì các anh chị sẽ cho nước muối vào mình ngâm nha, ngâm đu đủ và dưa leo. Ớt mình sẽ bỏ vào luôn, cái này ớt sừng để cho nó đẹp thôi nha. Pháo thì các anh chị bỏ cái cuốn ha, trái nào to quá mình chẻ ra làm đôi nha. Dưa leo thì các anh chị sẽ lấy cái đồ chặn ha, mình chặn ra cho nó đẹp. Đu đủ cũng vậy ạ, mình cũng sẽ chặn ra miếng nhỏ nhỏ. Sau đó thì mình sẽ ngâm tất cả các nguyên liệu lại 15 phút nữa nha các anh chị. Sau khi ngâm được 15 phút thì mình sẽ vớt ra và mình đem phơi nắng nha các anh chị. Các anh chị phơi nắng khoảng 1 tiếng đồng hồ nha, để cho các cái nguyên liệu nó giòn hơn á. Trong khi chờ phơi nắng thì mình sẽ làm mắm nha. Các anh chị sẽ cho ớt, tỏi. Nếu mà một chai mắm 500ml thì các anh chị sẽ cho 5 muỗng đường là được nha. Sau đó mình sẽ giã nhuyễn ra nha. Sau khi giã nhuyễn ra thì các anh chị sẽ cho cái chai mắm này ha. Chai mắm này các anh chị sẽ cho hết vào luôn nha. Cái này khoảng 500ml nha. Mình cứ làm như này, mình bỏ tủ lạnh mình ăn dần dần nha. Mình ăn được cả tháng nha các anh chị. Nguyên liệu mình đã phơi nắng được 1 tiếng rồi đó các anh chị. Mình sẽ lấy vào ha. Và mình tiếp tục mình sẽ cho cái mắm lúc nãy mình quậy ra. Rồi các anh chị sẽ cho vào luôn nha. Có một lưu ý nhỏ nha các anh chị. Nếu mà các anh chị dùng thơm á thì mình chỉ ăn trong vòng được 2 ngày trở lại thôi nha. Còn mình làm như cách như Diễm chia sẻ này thì mình có thể ăn được lâu nha. Ăn được để trong tủ lạnh ăn được cả tháng nha các anh chị. Rồi sau đó mình sẽ trộn đều lên nha. Trộn đều cho các gia vị nó thấm lại với nhau hết ha. Các anh chị xem kênh của Diễm thấy hay hoặc bổ ích gì đó, nhớ cho Diễm một lượt đăng ký hoặc một lượt chia sẻ để Diễm có động lực ra những video tiếp theo cho các anh chị xem nha. Các anh chị mình trộn như thế này, sau đó mình sẽ cho vào một cái keo ha. Và khoảng 4-5 tiếng gì đó thì mình có thể dùng được rồi nha. Cái món này nè, mình làm ra thì mình ăn cơm rất là ngon đó các anh chị. Các anh chị cứ thử làm cái cách của Diễm chia sẻ ha, rất đơn giản và nhanh luôn nha. Rồi các anh chị sẽ chuẩn bị một cái lọ thủy tinh ha. Mình cho tất cả các cái mắm và cà pháo, dưa leo, đu đủ vào đây nha. Và cái video chia sẻ cách trộn dưa mắm của Diễm đến đây cũng đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh, nhớ bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông để theo dõi những video tiếp theo của Diễm nha. Bây giờ Diễm xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau nha. Mắm của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Bây giờ mình chỉ cần đậy nắp nữa. Và khoảng 4-5 tiếng là mình có thể dùng được rồi đó.